Vâng, xin chào tất cả anh em đã tiếp tục quay trở lại với bạn Hoan Siakute trong một buổi chiều thứ năm. Yes, hôm nay mình sẽ chơi nhân vật kẻ đào vàng. Đây là một bộ skin vừa được đổi trong cái event Tết vừa rồi, do chính chủ ạc đang chơi diễn viên tập kỹ kia đổi đó các bạn ơi. Hôm nay mình rủ chủ ạc chơi và bảo là anh ơi, chơi làm ván, rồi anh vào ạc cũ chơi đi, cho em mượn ạc mới. Hơi tham lam một tí nhưng mà thôi kệ. Việc chơi của nhân vật đào vàng mình thấy cũng khá là khó khăn đối với những cái máy nào mà nó bị lag ấy. Cái thanh debuff của cái máy, hiệu chuẩn của cái máy nó rất là nhắn. Mà ai mà lag là xác định là nổ báy bùm bùm nha các bạn ơi. Hôm nay rất là vui khi mà mình được chơi với chủ ạc. Và cái nick đó đang bán, bạn nào muốn mua thì inbox cho mình nhé. Hiện tại thì cái nick này đang chưa blind vào Facebook. Facebook của anh ấy đang blind vào cái archway kia. Anh ấy đang mong muốn gọi là mua lẹ dùm cho anh ấy đi, để anh có thể dùng cái Facebook của anh ấy blind vào cái archway down này đây. Cái này gặp cái sàn khét quá, chỉ khét luôn. Cũng mong là đừng có gặp gây xa skin mới. Gây xa skin mới công nhận là đẹp thật sự. Từ họa tiết, từ hình dáng, từ màu sắc cho tới âm thanh, mình thấy nó rất là hoàn hảo. Có thể nói đó là một bộ skin vàng mình thấy cũng khá là hợp lý ấy. Cái màn intro của gây xa mình thấy rất là đẹp. Mà tạm thời mình chưa có thể làm clip được cho các bạn cùng xem. Hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ chơi gây xa. Thố đến tận rốn. Đau. Ui, kịp không? Ui, nó tốc biến kìa. Chết rồi, qua cái vạch nửa máu rồi. Gây xa buồn cười quá. Mình phải buôn ly cho bạn gây xa được. Mình phải tạo áp lực cho bạn gây xa. Hút. Ủa, 500 đâu? Hút. Đúng rồi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, ô. Trời kia, nó đang chờ để nó đát qua cửa sổ ấy. Bọn nó ghê lắm. Chạy đi, trời ơi, chạy đi. Hay lắm, có vòng cứ chạy đi. Có Hoan đây rồi. 500 thì Hoan lo, thôi xong. Chuồn trước đấy. Thôi rồi, nó dí kiểu này. Cố gắng tách nó ra. Vẫn còn 500, vẫn còn cơ hội. Ồ, hay thế nhở. Đấy, các bạn thấy chủ ạc chơi chưa? Anh Hiếu cứu một quả cho nội chủ tế khét lẹt luôn. Đỡ đòn cho này. Rồi chạy đi, đỡ đòn cho rồi đấy. Bởi vì bạn này mà lên ghế một lần nữa là bạn sẽ bay màu, cho nên là mình phải cố gắng đỡ đòn thôi. Gục cũng được. Còn nước còn tát, hy sinh bản thân mình vì đồng đội. Cái map này mỗi lần bị cứ đòn vô là tôi hù à. Khiếp. Thôi xong rồi. Toàn. Buồn quá, pha hồi nãy còn gây xa nó dọa mình một pha dịch chuyển làm cho mình không thể nào cứu nữ chủ tế trước nửa vạch máu. Ghê thật sự, sợ thật sự. Skin này là bạch khổng tước, cũng gọi là skin quốc dân và cũng có thể nói rằng là rất nhiều bạn sở hữu luôn. Nhưng mà cái độ đẹp của nó thì mình thấy cũng khá là ổn. Chỉ mỗi tội là cái bộ nó không biến hình dạng quần áo như là những trang phục khác thôi. Màu trắng nó vẫn là màu trắng, nó không có đổi màu. Đi kiếm đồng đội đi bơm cho tí máu, sắp khô máu rồi. Cứu, cứu, cứu. Ô, nổ máy được nhanh vậy.
thở máy bên kia toang nữa. Trời. Ok, mình sẽ sang cứu. Hiện tại bây giờ thì hết nhánh 6 giờ rồi. Cũng mong là cố gắng để thắng trận này. Nhây gây xa phải chơi tốt. Ở vị trí đó chính là nhìn mặt lại gây xa. Và các bạn phải đoán được cái tình hình là nó sẽ đát khi nào. Và các bạn phải quay mặt lại. Cứ đừng đâm đầu đi thẳng nha các bạn ơi. Ngày trước mình còn khờ, mình còn dại. Cứ đâm đầu vào bảo nó bay gì mà ghê vậy. Nó bay gì mà khét quá vậy. À, làm kiểu này làm sao mà cứu trước. Thôi rồi, cứu. Thôi xong, không lại không đủ trước mặt 6 giờ. Yên tâm, mình vẫn còn 500, còn câu kéo được. Cho đứa biên tập kỹ đi sửa máy. Ui rồi, thôi. Thôi. Né dẻo thế nhở. Ui dồi ôi. Gây xa đang rè chừng mình. Gây xa. Mình biết ngay mà. Cái mùi này nghe quen lắm. Nhưng mà vẫn còn 500. Vẫn còn nha bạn ơi. Mình biết ngay mà. Chạy đi. Xa này có vẻ đáp hơi kém ha. Qua đồng đội thì nó quên bấm nhìn mặt thôi, cho nên là nó bay dẻo quá. Úi dồi ôi, nó bay kìa. Thôi xong, toang thiệt sự. Ô, nổ máy rồi. Tuyệt vời. Có vẻ như là bầu trời nó đã sáng trở lại. Nãy giờ đen thui thù lùi. Rồi. Bộ trang phục tím này cũng đẹp mà. Nó... mình thấy nó giống một tiểu thương gia hơn là một cái thằng đi đào vàng. Trên vai hình như có con chuột chũi thì phải. Thôi, có lẽ là mình sẽ mở cổng xong rồi chuồn nó khỏi đây. Xem là bạn thợ máy nhỡ có cái hầm nhảy xuống hoặc là sao đó thì chúng ta sẽ cùng xem diễn biến tiếp theo. Hy vọng bạn ấy thoát. Hầm có ở đây không? Đi qua đây là giỏi lắm rồi đấy. Ô, đấy có hầm kìa. Trời ơi. Cứu. Trời ơi, ôi hay vậy. Đều phết á. Ui, nó bay. Ui. Né dẻo vậy cái hầm kia. Ui, nó dịch chuyển qua cái cổng. Ui, trời ơi. Ôi, né dẻo thật luôn. Gặp như mình là bị ăn đòn. Chỗ này vẫn không có hầm. Ôi, thanh niên nhỏ vậy. Đi sang vị trí bên khu đọc xếp bên kia xem có không. Ui dồi ôi. Xem ở đâu tim dùng. Ui. Xem ở đâu tim dùng luôn á. Trời ơi. Gây sao vẫn đang ở kia. Bên kia hình như không có hầm hay sao nhở. Không có, bên kia không có rồi. Chỗ này đấy có luôn. Ôi, quần què gì đang xảy ra cho thanh niên này vậy. Nhỏ nhập mặt luôn á trời. Vậy là chắc chắn cái hầm ở phía bên kia rồi. Cái cổng thì không thể đi tới rồi. Cố gắng thành cái hầm thôi, cố lên. Thôi xong rồi, thôi chết rồi. Còn một chút nữa thôi. Nhưng mà không kịp rồi, nó đát ghê quá. Nói chung là thành số nhỏ nhưng mà nhây rất là tốt ha. Kéo Hunter từ bên kia sang bên này luôn. Hay, công nhận chơi hay thật. Trận đấu này hòa rồi. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip ở đây thôi. Một pha gọi là đau tim thay dùm đồng đội luôn. Và các bạn xem sẽ cảm nhận được cái độ hồi hộp nó sẽ diễn ra như thế nào. Và xin chào.